Hôm nay mới sáng đầu tuần mà nhiều bệnh nhân mới đã đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy để được gặp mặt thầy Nguyễn Tấn Thanh và được tư vấn về căn bệnh ung thư cho bản thân. Với kiến thức được cha Pedro Nguyễn Văn Tường huấn nhục từ nhỏ, thầy Nguyễn Tấn Thanh đã tham gia tư vấn cho bệnh nhân rất cụ thể, khá bài bản, cũng dựa trên các kết quả chẩn đoán của các bệnh viện để giải thích cho bệnh nhân. Cụ thể là giải thích cho các bệnh nhân chỉ số bệnh án, vị trí ban đầu của khối u ác tính, sau đó nó sẽ di căn sang các cơ quan khác trong cơ thể. Nếu không có một trong những biện pháp hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả kịp thời để chặn đứng tế bào ung thư. Và nơi phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy thực hiện phương pháp là bỏ đói tế bào ung thư bằng biện pháp y học cổ truyền, áp dụng ăn cháo nano, uống thảo dược nano. Bệnh nhân được các thầy diện chẩn hàng ngày, giữ gìn các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của cha Pedro Nguyễn Văn Tường trên tinh thần yêu thương cho không. Đây là công trình được cha nghiên cứu hơn 20 năm và đã huấn nhục truyền đạt lại cho các thầy. Công trình này rất hiệu quả, đã cứu sống nhiều bệnh nhân ung thư từ ác tính chuyển sang lành tính, từ mọi sinh hoạt như đời sống thực vật chuyển sang cuộc sống bình thường để hưởng thụ cái hay, cái đẹp ở cuộc sống trần tục này. Sau đây, mời quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn theo dõi buổi tư vấn cho ba gia đình bệnh nhân mới là Phạm Thị Thu Thủy, thành phố Hồ Chí Minh, ca gan; Đặng Văn Táo, Quảng Ninh, ca gan; Phùng Thanh Tùng, Càng Long, Trà Vinh, ca nú răng. Mời quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn chú ý nghe thầy Nguyễn Tấn Thanh tư vấn. Xin cảm ơn. Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư bằng công nghệ cháo nano, thảo dược nano của nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường á, thì cái công trình này cha đã nghiên cứu 20 năm rồi. Hôm nay đã được đưa ra ứng dụng chứ không phải thử nghiệm. Có nghĩa là không phải mình, không phải chụp bạch đâu. Đã có những người thành công trước đó rồi, thì hôm nay các thầy mới ứng dụng lại cái công nghệ này mà chính cha đã đào tạo các thầy ở đây. Thì các thầy cũng áp dụng cái phương pháp này của cha trên tinh thần yêu thương cho không. Ở đây các thầy không có lấy tiền của mình, từ ngày vô cho tới ngày ra. Kể cả khi mà mình đã hoàn thành ở đây 3 tháng rồi đó, mình về nhà mình cũng không được làm từ thiện hay bác ái ở đây. Có nghĩa là mình muốn giúp đỡ cho người nghèo hoặc là những người bệnh nhân đó thì mình giúp ở bên ngoài. Chứ ở đây các thầy sẽ không nhận của mình nha. Không nhận bất cứ một cái thứ gì hết. Từ quà cáp cho tới tiền bạc gì đó là mình không được phép giúp ở đây. Mà mình giúp ở ngoài. Ở đây các thầy giữ cái đường lối của cha ngày trước là yêu thương cho không. Ăn cái cỏm hạt giống và chữa bệnh, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Đây là cái phương pháp mà các thầy sẽ áp dụng cho mình ha. Đã có thể là mình đã trải qua ba phương pháp này rồi hoặc là chưa từng trải qua, thì ở đây á, các thầy mở ra cái phòng khám này để giúp cho những đối tượng bệnh nhân, thứ nhất nè, không có điều kiện điều trị AA. Ở đây các thầy giúp cho những bệnh nhân mà không có điều kiện điều trị tại Tây Y, thí dụ như không có tiền để đi xạ trị, đi hóa trị hoặc phẫu thuật. Đó là nhóm đối tượng đầu tiên ha. Đối tượng. Tại vì đôi khi á, những người bệnh á, cũng mang cái chứng bệnh ung thư nhưng mà mình không có tiền để đi điều trị, thì về nhà kiếm thuốc nam, thuốc này thuốc kia mình uống. Thì đó cho nên là cái đối tượng các thầy giúp cho phương pháp này á, không có lấy tiền, là vì mình không có điều kiện điều trị Tây Y rồi mà xuống đây áp lực về tiền bạc, về công ăn việc làm đó. Thí dụ như cái người đi nuôi á, cũng phải ngưng nghỉ cái việc làm của mình, thì đâu có lấy gì làm kinh phí. Cho nên thì cha hiểu điều đó, cha Tường ngày trước đã không lấy tiền thì các thầy cũng vậy. Cái nhóm đối tượng thứ hai là không đủ sức khỏe. Đủ sức khỏe
Có nghĩa là những nhóm đối tượng này, ví dụ như những người lớn tuổi hoặc là những người mà có bệnh nền, ví dụ như tiểu đường, cao huyết áp hoặc là men gan cao gì đó, bác sĩ không thể nào xạ trị, không thể nào quá trị được á, hoặc là khối u quá lớn hay gì đó, đại khái vậy, mà không đủ sức khỏe hoặc suy kiệt á, thiếu máu á, thì không có vô được những cái phương pháp điều trị Tây y. Thì đó, các thầy cũng nhận điều trị, nhận hỗ trợ điều trị bằng cháo nano. Cháo nano nó rất dễ thực hiện, mà kể cả những người suy kiệt cũng áp dụng được đó. Cho nên là thầy tập trung vô nhóm đối tượng đó. Cái thứ ba là đã điều trị Tây y rồi, đã điều trị Tây y có nghĩa là đã phẫu thuật rồi, đã xạ trị rồi, đã hóa trị rồi, mà ví dụ như đã hóa trị vào 3-4 chu kỳ gì đó, bác sĩ nói thôi đủ liều rồi, không có vô được nữa, hoặc là thôi về thì cứ tới định kỳ mà đi khám thôi, hoặc là phẫu thuật xong rồi bác sĩ kêu về nhà thôi, gán ăn uống sinh hoạt đi, rồi cứ định kỳ thì tới bệnh viện mà theo dõi sức khỏe, thì ba nhóm đối tượng này các thầy sẽ đón nhận. Còn ví dụ như mình ở giai đoạn 1, 2, 3 thì các thầy vẫn tư vấn cho mình đi điều trị Tây y. Đó. Khi mà mình phát hiện bệnh ung thư á, thì các thầy, khi bệnh nhân tới đây, các thầy vẫn khuyên bệnh nhân mình phải tới bệnh viện để điều trị Tây y, chứ các thầy không có hướng đến những cái đối tượng mà mới vừa phát hiện bệnh ung thư, tại vì mình phải điều trị Tây y trước. Rồi nếu như mà mình đã không có được điều kiện đó, hoặc là trong nhóm này nè, thì mình mới xuống đây để mà mình điều trị. Còn trường hợp là những bệnh nhân mà có nguyện vọng mà mong muốn các thầy hỗ trợ bằng phương pháp này á, không hướng đến Tây y thì các thầy cũng vẫn đón nhận, nhưng mà số ít thôi. Chủ yếu là các thầy vẫn khuyên bệnh nhân nên điều trị Tây y trước khi xuống đây. Mọi người hiểu ha, hiểu cái nhóm đối tượng mà các thầy đang nhận ung thư mà mình lại ăn cái này, rồi mình không ăn những cái loại thực phẩm thông thường, ví dụ như cơm này, bún nè, hủ tiếu nè, cháo này. Mình ăn cháo bình thường, mình nấu theo cái cách bình thường ở nhà cũng được, vậy mà tại sao mình phải ăn cái này mà không ăn những cái này nấu thông thường? Những cái thành phần này mình hay ăn ở nhà nè, nhưng mà tới khi mình mắc bệnh ung thư rồi thì đối với cái phương pháp điều trị ở đây, các thầy không có cho mình ăn cái này nha. Có lý do hết. Những cái này nó làm từ hạt gạo. Hạt gạo nè. Nó làm từ hạt gạo ra. Những thứ này nè. Cơm, bún, hủ tiếu, cháo nè. Nó làm từ hạt gạo. Mà trong cái hạt gạo nó có chất trypsin. Chất này. Cái chất này là chất nó nằm ở lớp bên trong cái lớp cám á. Lên, xin lỗi. Ở ngoài cùng là lớp chấu nè. Ở bên trong là lớp cám nè. Đó, lớp cám nằm phía trong. Rồi xích vô trong nữa, nó nằm ở lớp trong nữa là cái lớp trypsin. Cái lớp này đó, nó chống lại ức chế nảy mầm. Xin lỗi, nó là chất ức chế nảy mầm. Nó chống lại tình trạng mà nó nảy mầm trong điều kiện không tự nhiên. Ví dụ như cái hạt gạo mà nó nằm trên bàn, đâu nảy mầm được. Là tại do cái chất này nè, nó có, nên nó không nảy mầm được khi bỏ trên bàn, mà nó phải nằm ở dưới đất. Có nước, có độ ẩm, có đủ các dưỡng chất thì bắt đầu nó mới lên cây, mọc lên mạ, lên cây lúa. Thì cái chất này nè, đi vào trong cơ thể thì đối với người bình thường thì ăn tiêu quá bình thường. Cơ thể mỗi người á, trong cơ thể mỗi người khi mình ăn tất cả những loại thực phẩm, nó đều tiết ra cái enzyme để tiêu hóa nha. Ăn bất cứ cái gì, có tinh bột nó cũng tiết ra enzyme, có những nhóm thực phẩm đạm nó cũng tiết ra enzyme. Nhưng mà bên cạnh đó, cái chất này nè, nó cũng kích thích làm cho cái cơ thể trong dạ dày nó tiết ra cái chất enzyme để tiêu hóa nó. Đây, cơ thể tạo ra chất này để tiêu hóa chất này. Còn đối với người bệnh ung thư á, thì vẫn tiêu hóa được chất này luôn. Người khỏe nó vẫn tiêu hóa được cái này luôn. Riêng cái bệnh nhân ung thư, cơ thể phải tạo ra miễn dịch. Miễn dịch chống lại cái bệnh này nè. Miễn dịch ví dụ như lympho T đi. Lympho
Đây, chẳng hạn NK nè, mono nè, nô gì đó đại khái vậy, nhân dân dân nó gọi chung là bạch cầu á. Thì cơ thể phải tạo ra hết những cái nhóm nhóm bạch cầu nè, nhóm miễn dịch á, tạo ra chức năng miễn dịch để chống lại cái bệnh ung thư. Thì cùng lúc mình thấy nó làm hai việc chưa, mình cơ thể lúc đó nó vừa tiêu hóa nè, ví dụ mình ăn cơm nè, ăn bún nè, hủ tiếu nè, cháo nè, thì cơ thể nó phải tạo ra enzyme để nó tiêu hóa cái này, tại vì trong hạt gạo nó có cái chất này, mà chất này nó còn ở trong đây, trong đây, trong đây, trong đây, trong đây. À, thì khi mà ăn vào trong cơ thể phải tiêu hóa nó, thì cùng lúc vừa tạo ra cái hệ thống miễn dịch tốt, vừa tạo ra enzyme, thì nó chia làm hai việc đây. À, 50-50 thôi, 50-50. Giống như cùng lúc mình vừa chạy xe mà mình vừa nghe điện thoại thì không được, nó phải làm một việc thôi. Hoặc là mình nấu cơm mà mình vừa giặt đồ thì nó mất thời gian hơn, mà cái chất lượng của công việc nó cũng giảm lại nữa. Thì trong miễn dịch và enzyme nó cùng lúc cũng vậy. Còn nấu bằng cháo nano á, nano là gì? Nano là siêu nhỏ nha, nấu bằng nồi áp suất, nấu bằng nồi áp suất đó, nấu bằng cái nồi áp suất á, thì ở nhiệt độ cao, nhiệt độ cao, áp suất cao đó. Ở nhiệt độ cao và áp suất cao nó mới phản ứng hóa học, và phản ứng hóa học nó mới diệt được chất này. Còn ở nhiệt độ thấp hơn, áp suất thấp hơn thì những cái này nó vẫn còn, mà ở nhiệt độ cao, áp suất cao nè, chất này nó mới mất đi. Mà chất này mất đi thì cơ thể nó không có cần phải tạo ra cái này nhiều, lúc đó nó chỉ tập trung vào cái này thôi, tập trung vào cái này nè, 100% luôn. Là lúc này nó không không có tập trung vào vấn đề tiêu hóa của mình nữa, mà lúc này tiêu hóa nó sẽ dồn hết vào cái hệ thống miễn dịch của mình để nó chống lại cái bệnh lý này. Khúc này nghe kịp ha, mọi người nghe kịp khúc này ha, có nghĩa là lúc này cơ thể mình nó chống dịch, chống bệnh tốt hơn cái lúc mà mình còn ăn cơm, bún, hủ tiếu, cháo. Trong suốt quá trình điều trị ở đây đó, các thầy hỗ trợ điều trị đó thì là 3 tháng. Trong 3 tháng này mình chỉ ăn này thôi, chứ mình không ăn này. Để làm chi? Để nó tăng cái hệ miễn dịch mình lên, cháo nano đó. Tại vì trong nồi áp suất nè, ở nhiệt độ cao, áp suất cao á, những cái hạt cháo á, nó còn thấy rõ đó, mình thấy cái hạt cháo đó, nó là chất dinh dưỡng nuôi cơ thể. Nhưng mà cái nước á, nước bên trong của cái cháo đó đó, nó đã nano rồi, mình không thấy đâu, nó siêu nhỏ đó. Mà trong khi mà mình nấu vào cái nồi áp suất này nè, là không được để xì hơi nha. Cái hơi á nó mới quan trọng, cái hơi nó là thuốc á. Cái hạt gạo này nè, bản thân nó có chứa rất nhiều cái phân tử khác nhau, mà trong những phân tử đó nó là thuốc. Mình thấy á, là cái gụ gụ trắng đó, khi mà mình sử dụng, mình đâm mà mình đắp lên những cái vết thương hoặc là những cái bông gân chặt khớp á, thì nó trở thành thuốc á. Thì trong hạt gạo mà nấu ở áp suất cao nó cũng vậy, nó là thuốc á. Không có được để xì hơi nó áp suất nè. Cái nồi áp suất mà thông thường á, ở đây các thầy sử dụng là nồi áp suất Sinh Heo, cái hiệu nồi nha, Sinh Heo SFD1552, năm 2019 á, cha với các thầy sử dụng cái nồi áp suất khác hiệu nha. Có nghĩa là trên nguyên tắc là cha nghiên cứu á, trong 20 năm á, thì cha thấy là cái nồi áp suất mà ở cái thông số kỹ thuật như nhau thì nó kết quả như nhau, nhưng trên thực tế nó lại khác. Trên thực tế thì cái dòng nồi của này nè, cái hệ mã nồi này nè, cái xin lỗi, cái thương hiệu nồi là Sinh Heo nè, mà phải là cái mã nồi này nữa nè, nó cho ra kết quả tốt hơn. Cũng thử qua Media, Philips, rồi Saab, Toshiba gì đó, nhưng mà cái sử dụng cái hãng nồi này và cái mã nồi này là cho ra cái kết quả tốt hơn. Kết quả đầu vào đầu ra thì cái mã nồi này là tốt nhất nè. Có nhiều nồi cao hơn nha, cái dòng cao cấp của Sinh Heo luôn. Sinh Heo ví dụ như nó có những dòng nồi mà bằng nút điện tử luôn, nó không có cái nắp rời, nhưng cái dòng nồi này nó không bằng dòng nồi này. Ví dụ nó dòng cao cấp hơn đi,
cao cấp hơn, nhưng mà nó vẫn không có kết quả bằng cái này. Cho nên từ đó về sau là cha đã ấn định là cái dòng nồi này là tiêu chuẩn nè, trong cái công nghệ này. Cho nên mình đi mua cái này ở điện máy xanh, điện máy xanh nó có bán ở đâu cũng được. Cái hệ thống điện máy xanh thì có trên toàn cả nước luôn, nên mình có thể mình kiếm cái loại này để mình xài ha. Cái hút này mình hiểu ha. Cơ thể mình nha, 70% là chất lỏng nè, 30% còn lại là chất rắn. Rắn thì nó có trong móng tay nè, tóc nè, răng nè, nhưng mà phần còn lại là chất lỏng đó. Cái chất lỏng khi ăn cháo nano này nè, nó những cái hạt phân tử siêu nhỏ đó, nano đó. Cái hạt cháo thì mình thấy rõ rồi, mình không nói rồi, cái hạt cháo đó là cái chất dinh dưỡng thôi. Nhưng những cái hạt nhỏ hơn cái hơi, cái khí á, thì nó sẽ đi vào trong cái 70% chất lỏng này nè. Và đặc biệt là ở trong những cái khối u á, khối u của tế bào ung thư, ví dụ như ca gan đi thì có khối u của gan, thì cái cháo này nó thẩm thấu và hóa tán đi vào trong cái khối u đó đó, đó. Thông qua mạch máu nha, từ mạch máu xong nó xuống tới mao mạch qua hình thức phát tán. Tại bản thân cái khối u nó có nhiều mạch máu lắm, nó gọi là tăng sinh mạch máu, thì cái nó theo cái đường mạch máu nó đi vào bên trong khối u, nó gây ra hiện tượng là phá vỡ cái khối u đó và đào thải nó đi, đào thải. Đó là cái nhiệm vụ của cháo nano, nó là như vậy. Còn cái thảo dược nano đó thì nó là chất chống oxy hóa cực mạnh, nó mạnh hơn các nhóm vitamin. Nhóm vitamin ăn vào trong cơ thể, ví dụ như vitamin C đi, nó tăng cái hệ miễn dịch này lên nè, nó chống bệnh. Nhưng trong thảo dược nó còn cái chất chống oxy hóa nữa, cực mạnh. Thì trong những cái thành phần mà các thầy sử dụng như xạ đen, an so hay xương khỉ đó, để nó chống lại cái bệnh lý ung thư của mình, chống lại gốc tự do. Thì để khi nào mà vào phát đồ điều trị, các thầy sẽ nói rõ hơn về thảo dược. Còn bây giờ thầy nói riêng về cháo thôi. Ăn khúc này mình nắm rõ ha. Mình vô đây là tuyệt đối là ăn cháo không, không ăn cái khác. Cơm, bún, hủ tiếu gì ngưng lại hết để tăng cái hệ miễn dịch mình lên. Đó. Được ha, khúc này là nắm rõ ha. Để quá trình đào thải nè. Rồi. Bây giờ là xong cái nhiệm vụ thứ nhất rồi đó. Bây giờ mình biết tới cái nhiệm vụ thứ hai nè. Trong cái chế độ ăn này còn một yếu tố nữa. Cái này là yếu tố thứ nhất là cháo nano rồi, cái yếu tố thứ hai là thảo dược rồi, cái yếu tố thứ ba nè, nắm rõ. Hồi nãy thầy nói về 70% nè là chất lỏng đó trong cơ thể đó. Thì bây giờ trong cơ thể đó, cái 70% này nó sẽ tính thành cái pH, cái độ pH á, cái thang pH là trung tính, axit hoặc là kiềm. Thì trong môi trường pH nội môi á, pH máu và pH nước tiểu á, có ba thứ nha. pH nè, có ba thứ là máu nè, nước tiểu nè và pH nội môi. Đây là cái môi trường bên trong cơ thể nha, đây là môi trường bên trong cơ thể nè, nó giống như là cái không khí trong cái ngôi nhà vậy đó. Mình ở trong cái ngôi nhà mà nó mát mẻ thì mình thấy mình khỏe mạnh, thấy mình thoải mái. Nhưng mà thời tiết nó nóng nực, nó oi bức á, thì mình thấy mình mệt lắm. Thấy mình hơi mệt. Thì trong cơ thể mình cũng vậy á. Cái pH này nè, là cái phần chất lỏng ở trong cơ thể đó. Nó nằm ở cái ngưỡng tính chất là axit, trung tính hay là kiềm, nó quyết định cái sức khỏe của mình á. Cái pH máu nè, cái môi trường máu á, là nó không thay đổi. Này không thay đổi nha. Mà có thay đổi đi chăng nữa thì bác sĩ người ta can thiệp bằng cái loại thuốc nào đó để can thiệp thay đổi cái này thôi. Cái này mình không bàn tới ha. Nó thay đổi một cách chậm lắm, nói chung là cố định. Mà hãy nó thay đổi thì mình sẽ gặp nguy hiểm liền. Cho nên các thầy không có quan tâm tới cái này. Cái này là không quan tâm. Còn cái pH nước tiểu á, pH nước tiểu thì nó thay đổi mỗi ngày luôn. Ví dụ là buổi sáng mình uống vào một cái ly nước ngọt đi, hoặc là đi bia đi rượu gì đi, nó là axit. Thì buổi trưa mình tiểu ra chút là nó có axit không à. Hoặc là sáng ngày mình ăn rau xanh, trái cây, uống nước ép gì đi, thì trưa ra nó ra nước kiềm. Thực phẩm ăn vào nó cái gì đó thì cái nước tiểu nó ra vậy. Thì nó thay đổi mỗi ngày luôn. Cái này thì hầu như các thầy sử dụng trong mục đích là kiểm tra cái chế độ ăn mỗi ngày của mình, coi có hợp lý hay chưa.
và điều chỉnh mỗi ngày. Nhưng mà cái mà các thầy quan tâm tới là pH nội môi nè. Cái này nè, pH nội môi nè. pH nội môi có nghĩa là môi trường chất lỏng trong cơ thể đó. Coi coi nó axit hay kiềm. Mà nếu nó là axit nha, thì nó phát triển bệnh. Đặc biệt là bệnh ung thư á. Cơ thể mà mình mà bị axit á, nó sẽ phát triển cái bệnh ung thư lên. Nó là môi trường thuận lợi để tế bào ung thư phát triển. Nhưng tế bào ung thư nó sẽ chết trong môi trường kiềm. Hạn chế. Đó, nó sẽ chết trong môi trường kiềm và nó hạn chế trong đó. Còn môi trường trung tính là trung lập. Trong thực phẩm á, nó liên quan tới axit kiềm nha. Phải mình nạp cái gì vô là cơ thể môi trường nội môi này nè. Nó thay đổi, ví dụ như 3 tháng đi. 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng gì đó. Đó, nó sẽ thay đổi cái môi trường pH nội môi mình nè. Cơ thể axit hay kiềm. Thực phẩm nó có tính axit, nó đưa vào cơ thể, nó chuyển hóa thành cơ thể thành axit. Thì nó bao gồm là có cồn. Cồn nó nằm trong rượu bia đó. Mình càng uống rượu bia càng nhiều đó, nó sẽ tích lũy cái môi trường axit trước đó nè. Mà mình mắc cái bệnh ung thư nữa thì cái môi trường nó làm mình nặng hơn đó. Nicotine nè. Nicotine trong thuốc lá đó. Nó cũng tạo môi trường axit, hóa chất. Rồi cái cuối cùng là đạm động vật. Đạm động vật ví dụ như thịt nè, cá nè, trứng nè, sữa nè. Nó tạo ra môi trường axit trong cơ thể nha. Mà nó cũng chính là nguồn nuôi tế bào ung thư á. Để mình càng ăn cái này nè. Đó. À. Ăn đồ ngon vào. Ăn thịt ăn cá vô càng đau nhiều hơn. Càng mệt nhiều hơn. Thì đúng rồi, mình nghĩ là ăn cái này thì nó khỏe. Nhưng mà nó không phù hợp với cái bệnh của mình. Đúng rồi. Đó. Đó là thực tế đó. Thực tế là cơ thể mình nó không thể tiếp nhận cái này. Để mà nó tiếp nhận cái này vào mình thấy khỏe đó. Nhưng mà nó sẽ tạo môi trường axit nè. Nó tạo ra cái điểm thuận lợi để cho tế bào ung thư phát triển, là nó có nguồn nuôi. Ví dụ như trong đó nó có chất, hai chất đi. Glutamine. Glutamine này là nuôi tế bào ung thư nè, nó có trong thịt đó. Đó. Hoặc là casein nè. Casein nó có trong sữa nè. Nó có trong sữa tươi, sữa bò đó. Sữa dê đó, những cái chất này casein hoặc glutamine. Đó là cái nguồn nuôi chính của tế bào ung thư nè. Ung thư nó phát triển nhờ những cái nhóm này. Cho nên là mình càng ăn tế bào ung thư nó càng hành mình. À, thấy chưa? Thì đúng rồi, nó làm mình mệt mỏi hơn, bệnh nó nặng hơn. Tối đến là cũng rồi bên đây ngược lại nha. Bên đây là axit nè, những cái loại thực phẩm nó có axit. À, bên đây kèm bên đây nó có rau xanh, củ, trái cây. Đó, đây là cái kèm tự nhiên nè. Ví dụ mình ăn rau xanh, trái cây hay gì đó, nó tạo ra môi trường kèm trong cơ thể nha. Mà môi trường kèm trong cơ thể nó lại ức chế được bệnh ung thư. Quá trời, quá đất. Để thông cảm thì để cái thứ hai nữa là cháo nano nè, thảo dược nano nè. Thảo dược nano nó có tính kèm mạnh nha, và nước kèm pH 8.5 đến 9.5. thông thường cái nước lọc mình á, mình uống á, uống mỗi ngày á, cái pH nó có 7 thôi, là trung tính. Nước đó là nước trung tính. Mà nếu mình ăn những loại thực phẩm đạm động vật, cồn hoặc nicotine thì cái pH của nó có 5-6 thôi. 5-6 à. Đó. Nhưng mà ngược lại ăn rau xanh, trái cây, cái độ pH của mình nó lên được 8-9 rồi. Đặc biệt là nước kiềm nè, đó.
lên tới 800 năm, 900 năm luôn. À. Mà nếu mà mình không có điều kiện để mình sử dụng cái nước kiềm á, mua máy lọc á, thì mình ăn rau xanh trái cây giùm thầy đi. Đó. Cái này tự nhiên nè. Vậy bác sĩ dặn mình á, mình nên ăn rau xanh trái cây là như vậy đó. Là nó có độ kiềm cao lắm, 800 năm, 900 năm lận. Khi mà cơ thể mình nạp vô nãy thầy nói môi trường chất lỏng á, là môi trường nội môi á. Mình tích lũy mỗi ngày, năm này qua tháng nọ, nó mới có được cái môi trường nội môi. Thí dụ như bữa nay nè, trong cơ thể mình nó như thế nào là do mình ăn uống đó, nó tạo ra cái môi trường nội môi đó. Ví dụ như cơ thể mình vô đây đi, mình ăn đạm động vật nhiều nè, mình không có kiêng cữ nè, rồi mình uống rượu nè, mình hút thuốc nè, tự do nè, thì cái cơ thể mình nó nghiêng về axit đó. Nghiêng về axit thì nó bệnh. Còn nếu như cái người mà mới vô đây á, mà cái chế độ ăn của họ là nhiều năm nhiều tháng mà họ không có ăn những thứ này, mà họ không có nạp những cái này, cũng không uống rượu, không hút thuốc luôn, mà ăn rau xanh trái cây không à, thì cái cơ thể của họ nó nghiêng về kiềm nhiều hơn. Và cơ thể nghiêng về kiềm nhiều hơn thì cái khả năng mà hoàn thành phác đồ điều trị á, nó sẽ dễ dàng hơn người bên đây. Cái người ở đây nè sẽ khỏe hơn người ở đây nhiều lắm. Đó, mỗi người nó có một cái sức phát điểm khác nhau. Ví dụ như bác, ví dụ như anh, ví dụ như cô á, coi cho mình đây, coi mình đang đứng ở đâu trong cái thang này ha. Còn người khỏe cũng vậy luôn. Ví dụ như mình đang khỏe nè, mình tích lũy cái sức khỏe của mình bằng cách là giảm những cái này ha, hoặc là loại bỏ hoàn toàn cái axit luôn, mà mình sử dụng những thực phẩm kiềm nè, thì mình tích lũy cho cơ thể của mình là cái môi trường nội môi là kiềm, thì khi lỡ có bệnh đi thì cái khả năng mình lành bệnh nó sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn những người bên đây. Thì ở trong đây các thầy giúp cho mình 3 tháng đó, thì chuyển từ axit sang kiềm nè. Đó. Nhiệm vụ của các thầy nha là làm sao để cho cơ thể của những bệnh nhân đang có mặt ở đây nè. Thì mình tính đây đi. Cái người ăn rau xanh nhiều mà không có nạp bên đây, thì cái môi trường của họ là môi trường nội môi, đó là kiềm. Còn nếu như mình ăn 50 cái này, 50 cái này thì coi chừng là trung tính nè. Còn nếu mà ăn cái này nhiều hơn, thường là những đứa nhỏ, đứa trẻ em nó thích ăn này lắm, mà nó ít ăn này. Và bắt đầu càng lớn mà mình không nạp cái này nữa, mà mình cứ đè cái gì không nè, rồi cứ uống rượu, hút thuốc gì đó, là nó đi tụt nốt luôn. Rồi tới khi bệnh đó, nó khó kéo lại. Nhưng mà vẫn có cơ hội nha. Ví dụ như vô đây rồi các thầy sẽ không cho mình làm những này, không cho ăn, rồi bỏ hoàn toàn luôn. Hả? À? Thì thật ra nó như vậy nè, cái chế độ ăn á, chế độ ăn của xã hội hiện tại nó nghiêng về axit. Chế độ ăn á, nó nằm nó nghiêng về axit nhiều hơn. Đi đám tiệc nè, đám giỗ nè, sinh nhật nè, đám cưới nè, rồi đi làm. Ví dụ như mình đi ra mình làm cái công việc của mình đi, đâu tránh được cái chuyện mà mình phải tiếp người này tiếp người kia đó. Rồi công việc có tiếp xúc quá chất nữa, mình đâu có muốn đâu. Về tính chất công việc thì cái đó thì phải chịu rồi. Nhưng mà vô đây thì khi mà mình điều trị, hỗ trợ điều trị đó, là mình biết bây giờ cái sức khỏe là mình quan trọng nhất. Còn cái công việc mình gác lại, đôi khi vô đây mình nghỉ ngơi, có thời gian cho người thân mình nghỉ ngơi luôn, rồi mình điều chỉnh cái chế độ ăn lại để bảo vệ sức khỏe mình. Thì làm sao mà từ axit nè, nhiệm vụ của mình là từ axit nè, nó đi sang kiềm, gọi là quá trình kiềm hóa đó, kiềm hóa cơ thể. Mà khi cái cơ thể mình đã đạt được cái môi trường nội môi là kiềm á, thì cái bệnh lý nó sẽ dừng lại, nó dừng lại. Còn nếu cơ thể mình nó còn axit là nó vẫn phát triển bệnh nha. Ví dụ hôm nay mình ngưng ăn rồi đó, nhưng mà mình vẫn là cơ thể axit, nó vẫn phát triển bệnh. Nhưng mà cái người này nè, cái người mà đã có môi trường kiềm nè, mà chủ quan ha, thấy mình khỏe, chắc ăn miếng thịt hai miếng thịt chắc không sao đâu, nhưng mà từ cái môi trường nội môi nè, nó tụt xuống nó thành kiềm, thành axit, thì lúc đó cái bệnh mình nó hành mình đó. Cho nên mình phải cẩn thận, kể cả sau này về nhà cũng vậy luôn. Khi mà mình đã, các thầy đã chữa cho mình, hỗ trợ điều trị cho mình ở đây, mình đã đưa qua kiềm rồi đó, mà về nhà mình thấy mình khỏe rồi đó, mình nạp những thứ này vô đó, nạp những thứ này vô thì cái bệnh nó có thể nó sẽ di căn trở lại đó.
Cho nên là hôm nay là vô đây các thầy tư vấn mình hiểu rõ rồi đó. Thì sau khi hoàn thành phác đồ mà nó có cái kết quả đầu ra đầu vô nè, đây là những cái bộ sơ này nó có đều có đầu vô hết, thì sau 90 ngày thì sẽ cho đi kiểm tra, thì so sánh giữa cái đầu vô và đầu ra có kết quả nó cải thiện về bệnh, về cái kích thước khối u, về cái chỉ số, và đôi khi nó không thấy bệnh lý luôn, thì cố gắng giữ bằng cách nào, đừng bao giờ nạp này, bỏ hết luôn. Thế nhưng mà thầy cái mai kia về thì làm gì có cái gạo thầy đây để ăn? À, đây ở đây các thầy sử dụng cái gạo lứt miên, gạo lứt ở Campuchia đó, nhưng mà nếu mình không có ha, mình sử dụng cái gạo lứt này nè, gạo lứt tím than dành cho bệnh nhân ung thư nha. Ở đây các thầy yêu cầu bệnh nhân á, ví dụ như về nhà không có gạo lứt miên các thầy cho đó, thì mình sẽ mua cái loại này nè, gạo lứt tím than nè, nó có nhiều hãng lắm, nhiều công ty sản xuất, ví dụ như Ông Thọ nè, Vinh Hiển nè, hoặc là gì nữa đó thì quên tên rồi, thầy nhớ được có hai thương hiệu gạo đó, nó bán ở cái Bách Hóa Xanh. Còn nước kèm đi, nước kèm ở ngoài nó cũng có trên thị trường nữa, nó là dòng y online. Đúng rồi ha, thầy hiểu hai cái vấn đề này ha. Hồi nãy là thầy giải thích về cái cháo nano, còn thảo dược thì có giờ nói mà mình cứ uống đi. Rồi còn về vấn đề mà môi trường axit kèm là mình nắm ha, thì trong quá trình điều trị mình ăn cháo nè, thì giờ mỗi bệnh nhân cái lượng môi trường pH nó khác nhau, có người thì axit cao, có người thì trung tính, có người thì kèm, thì cái chế độ ăn đó các thầy sẽ kết hợp rau xanh, trái cây, hoặc là cái người đó thiếu cái nguồn đạm đó thì các thầy không có cho ăn này, nhưng mà cho ăn bổ sung cái đạm thực vật. Đạm thực vật nó để thay thế cho cái nguồn đạm này nè, cơ thể mình vẫn còn cần mà, cần cái nguồn đạm, nhưng mà trong cái mức độ nào đó thôi. À, đạm thực vật nó nằm trong nấm, xin lỗi, nó nằm trong đậu và hạt. Đậu ví dụ như đậu xanh, đậu đen, đậu trắng, đậu phộng, đậu nành. Rồi cái hạt như là hạt điều, hạt mắc ca, hạt ốc chó. À, đó, thì khi đó tùy vào mỗi bệnh nhân, cái chế độ ăn nó sẽ phù hợp với cái người bệnh nhân đó. Về cái chế độ ăn, ví dụ như cháo nano nó kèm rau xanh loại nào, trái cây, củ quả gì đó, hoặc đạm thực vật kèm theo, chứ không phải người nào cũng cho ăn tự do đâu. Cháo là xuyên suốt, nó vừa là thuốc mà nó vừa là thực phẩm nuôi cơ thể. Nhưng riêng đạm thực vật nè, rau xanh nè, trái cây nè, tùy vào mỗi người, tùy vào cơ địa mà mỗi bệnh nhân sẽ có chế độ ăn khác nhau. Ví dụ như cái người đó bị tiểu đường đi, thì các thầy sẽ cho những cái loại như là khổ qua nè, hoặc là bầu nè, mướp nè, bí đao nè, những cái đó nó làm hạ cái lượng đường huyết xuống, ổn định lại. Còn cái người đó ví dụ như bệnh ung thư thận đi, thì cái lượng nước á, nó giảm lại, lượng trái cây tăng lên. Còn cái người gan á, ung thư gan á, thì cái lượng cái chất khô á, trong thực phẩm á, nó sẽ ít hơn, mà tất cả đều lỏng, ở dạng lỏng nhiều hơn. Cái gan nó không có tiêu những cái loại hạt cứng nha, hạt cứng đưa vào nó khó tiêu hơn, mà các thầy phải nấu ra nó mềm mục á, thì mới cho ăn. Đó. Cái chế độ ăn nó phải tùy vào từng bệnh nhân, cho nên là mỗi ngày mới phải mỗi tới đây. Nhưng mà bù lại thì mình ở đây các thầy không có chỗ ở cho bệnh nhân, thì mình phải mướn nhà trọ. Nhà trọ thì tự túc, mỗi bệnh nhân tự đi kiếm. Nhà trọ thì các thầy không có ý kiến đâu, có nghĩa là tự mình ở cái chỗ nào mình thấy nó phù hợp với gia đình, với hoàn cảnh của mình. Dạ. Ví dụ như có những người nghĩ là các thầy sẽ giới thiệu nhà trọ này, nhà trọ kia, hoặc là tại vì ta tới xa đó, ta không biết, giờ mình giới thiệu giùm, nhưng mà các thầy không giới thiệu. Tại vì nhà trọ là mỗi một người nó có cái nhu cầu khác nhau. Mình muốn ở cái nhà trọ nào với mức giá như thế nào đó, thì mình cứ đi hết cái khu vực ở xung quanh này đi. Mình coi cái chỗ nào mình thấy ở được thì mình đăng ký mình ở. Và mỗi ngày mỗi qua đây để các thầy giúp cho. Ở đây các thầy chữa cho mình, hỗ trợ cho mình là không có lấy tiền trong suốt quá trình điều trị. Rồi, với là một phần nữa thầy nói luôn là tất cả những người nuôi bệnh nhân á, là mình chăm sóc bệnh nhân của mình, là không được phép bỏ bệnh nhân ở lại một mình.
Ví dụ như hai ca này là ở xa tới nè, thành phố Hồ Chí Minh với ở Quảng Bình. Quảng Bình thì không nói rồi, Quảng Ninh á, không nói rồi. Nhưng mà bác ở Trà Vinh nè, nhiều người nhà không được phép bỏ bệnh nhân đi về nhà nha. Lúc nào cũng phải có mặt với bác trai hết á. Tại vì bỏ bệnh nhân ở lại một mình á, rất nguy hiểm. Đỡ nửa đêm nửa hôm á, có khó chịu gì sức khỏe gì đó, rồi các thầy không kịp xử lý đâu, đâu biết đâu xử lý. Nhưng mà có người nhà đôi khi có cuộc điện thoại thì các thầy biết, các thầy giúp cho. Cho nên là không được phép bỏ bệnh nhân ở lại một mình. Ví dụ mình có nhu cầu mình muốn đổi người nuôi á, mình muốn về nhà giải quyết vấn đề của mình á, thì phải báo cho các thầy. Thì khi đó người nuôi mới lên đây rồi thì mình mới được về. Và cũng không được mướn người người nuôi luôn. Chỉ được trong nhà thôi. Dạ. Tại vì nếu mà mình mướn người nuôi hoặc mượn người ngoài á, mình khỏe đó, thì người ta không có khó khăn gì với mình, ta vẫn theo mình. Nhưng tới khi mình khó chịu, mình cần đi bệnh viện thì người ta sợ trách nhiệm, ta bỏ mặt mình, ta kêu người nhà tới. Cho nên là người nuôi bệnh phải là người thân của mình. Với một cái nữa nè, về vấn đề đạm động vật đó, đạm động vật nè, thì tất cả những thành viên nào đi nuôi thì không được phép ăn nha. Mình là người đi nuôi bệnh thì mình không được phép ăn đạm động vật trong suốt cái thời gian mà người bệnh đang điều trị ở đây. Để chi? Để người bệnh không có thèm. Và để không được sợ ăn lén nữa. À. Mình không được ăn, cái người nuôi sẽ không cho ăn. Và người nuôi cũng không được phép đi ra ngoài ăn lén luôn. Tại vì mình ăn lén bên ngoài mình vẫn biết mình ăn đó. Rồi mình nhìn vô thấy cái chế độ ăn của người bệnh mình nóng ruột. Trời ơi, ba ơi, vợ ơi, mẹ ơi, ăn vậy thấy cực khổ quá, không biết ăn có đủ sức khỏe không, là tự động người bệnh nản liền, chán cái phác đồ điều trị liền đi về, thôi tao thèm gì tao ăn đó đi. Ờ, ăn đi rồi mình mới biết cách mình chế biến, mình nấu nướng sao phù hợp. Đúng rồi. Đây nè, ăn đi, tích lũy đi. Bởi vậy cho nên là những người nghệ sĩ á, ngành nghệ, những người mà của người công chúng á, người ta ăn uống kỹ lưỡng lắm. Chế độ ăn của ta ăn kèm không à, axit người ta hạn chế lắm. À. Hèn hiểu hèn, người nuôi bệnh là không được phép đụng tới đạm động vật. Mình muốn ăn gì đó mình về nhà đổi cho người khác lên đây chăm mình. Rồi mình mới về nhà muốn ăn gì đó các thầy không can thiệp, nhưng người nào ở lại đây nuôi phải vậy. Thêm một cái nữa thầy muốn nói luôn. Trong cái lá đơn á thì mình tự nguyện. Ở đây các thầy không có ép mình tới đây để chữa. Và hồi nãy thầy nói là nhóm đối tượng các thầy nhận bệnh là những người không có điều kiện, không có tiền để đi điều trị Tây y, hoặc là những người đã không có đủ sức khỏe để tiếp tục điều trị, hoặc là đã điều trị rồi, hoàn thành rồi mà bác sĩ chê rồi đó, hoặc là mình có nhu cầu mình tới thì mình tự nguyện.